Xin chào bà con cô bác nhé. Hôm nay quê em trên này chống dịch bằng thể dục thể thao bà con ạ. Cô làm nhá, đang chia sẻ bà con. Anh vào gần nữa đi. Gần sợ chút bóng rơi vào. Cô xa xa xài. Điện thoại xịn đấy nhỉ. Vâng, cái này cũng mấy. Cháu đầu tư để cho bán cây cho nó mà. Ví dụ như chẳng hạn như mai chẳng hạn nó bán cây thì nó bảo bố ấy cho con thì tôi cứ quay nhé. Tôi quay cây như này thì như này thì tôi bảo này thì đăng cho nó thì gửi vào máy của nó thì gửi ra cho nó. Hoặc nó bảo bố ơi lấy cây kia nhưng mà nếu mà chẳng hạn nếu không có mũi thì phải lấy cái cua. Xong là nếu chẳng nghe nó lại chạy về tận đây nó lấy cây ra thì nó khó, nhưng mà mình lấy như thế thì nó đỡ tốn tiền của nó đi. Mấy lần gửi thế nó khá ổn. Thì là nó bảo bố bây giờ thì con bảo bố là con đầu tư bố thì lấy cái này thì để bố làm khoảng tầm 10 lần. Xong bố quay lại bố lại 10 lần trước bố làm thì nó cũng hay. Nếu mà số của bố mà đỏ thì tháng mai có một tí tiền. Còn nếu mà nó không được có tiền nữa thì nó cũng là niềm vui thôi. Phải qua những cái ngành mạnh, ví dụ như chẳng hạn. Nhưng mà nó bảo là nếu mà ví dụ như có cái bản nhạc thì không quay được đâu. Nhưng mà nó phải bản quyền của lạo. Đấy, thì là phải cắt đi. Thì không có bản nhạc gì thì là không sao. Nhưng có bản nhạc là không được cắt. Thì là ví dụ quay bán hàng lặt vặt hay gì đấy. Hoặc đi ra rủ quả cho nó cũng quay. Làm gì đó. Khoảng 5 phút nữa, 5 phút một bản đó. Thì hôm vừa rồi là mới quay được, nó quay được cũng phải nửa tháng đấy. Thì là hiện nay có khoảng 100, nó 150 người xem rồi. Nó 150 xem. Còn có đăng ký có 4 người, đi đâu đâu. Quay tức là cái đề tài mình, quê mình chống dịch Covid chẳng hạn để rèn luyện sức khỏe. Ừ. Con này đau chân ra. Bẩm sinh. Gần một tí nữa nhỉ? Gần thì cũng được nhưng sợ này ấy, sợ chốc là đập bóng vào ấy, đập bóng vào thì nó lại mất cái công của ấy, của mình quay ý. Phòng khí ấy đúng không? Nạc đạn biết nào được đấy. Nào quay xa này chẳng thấy. Gọi là xa tí nữa. Anh bảo bên chéo bên kia kìa, bên chéo quay sang này mới rõ. Ơi trong cái chỗ ngồi chứ nào? Trong hẳn trong kia hơn à? Đấy, chỗ kia. Đấy, chỗ ngồi kia là mới gần nữa. Sợ lạc đạn thôi. Ừ. Hay là phía ngoài này vào? Không, trong kia sáng. Trong kia sáng. Chỗ ghế kia ấy. Ừ, đấy, chút khi biểu ạ. À, lấy cái mũ nan này. Đồ. Okay. Em kính chào bà con quý vị nhé. Quê em chống dịch bằng thể dục thể thao bà con ạ. Đấy, chương trình đánh bóng chuyền hơi bà con ạ. Đấy là buổi tối bà con đấy rèn luyện sức khỏe để chống dịch Covid bà con ạ. Và... không khí giờ rất là tất bật bà con ạ. Vui vẻ. Mùa cấy hái xong rồi, giờ chỉ đánh bóng thôi. Rồi dán bà con, muốn chuyển thôi. Đánh bóng này nó hay người nào mà béo bà con ạ, người giảm béo, người nào gầy nó khỏe lên. Đấy. Đến ngày. Người nào mà béo thì giảm béo, người nào mà gầy thì béo lên. Thế mới hay.
thấm một tí nó. Phát trực tiếp không anh? Vâng. Tức là chốc phải quay về, chốc vào mạng vào trực tiếp được. À thế à. Phải về đi gửi toàn thế giới được, chứ còn muốn trực tiếp đấy không chưa. Đấy là con. Đánh bóng này nó hay vào con ạ. Nếu người nào béo thì lại giảm béo đi, người nào gầy lại béo lên. Đấy, thế. Ôi rồi. Như anh Hương ngày trước là anh ấy chiều cao vừa phải, nhưng bây giờ anh ấy đánh bóng lại cao hơn một tí. Nhưng mà đánh bóng lại cao lên một tí. Đấy. Hương nhỉ, người đánh bóng lại cao thêm một tí đấy. Không, cao lên một tí chứ. Người nào béo thì giảm béo đi, người nào gầy thì béo lên. Không khí tất bật lắm bà con ạ. Cấy xong rồi bà con ạ, đánh bóng cho nó thư giãn. Quên. Đây là đây này ăn đấy bác cao này là bác Quyền năm nay bác nó năm mấy tuổi đấy? Gần 60 đấy bà con. Gần 60 tuổi đấy bà con. Bác cao tuổi nhất là gần 60 tuổi. Một quả đều.
bên hội ý tạm dừng chưa phải trực tiếp đi về mới làm lại chốc mới làm được chút thôi.